Đang đi đó. Cái này chưa sợ lắm. Lên trên trên lên trên trên. Má đây nó chết đâu, cái mình gọi cho chết đâu đi mất công dặn. Lên cao tí mới còn. Chết rồi cái mình hết rồi. Hết cảm giác rồi đúng không? Chào mừng anh em đến với chiếc xe bất ổn nha. Không. Đi qua biển 37 cây. Đi dở rồi không coi ban đầu. Chờ sao lớn ăn đi ngon. Chảy nước mắt luôn. Không, chảy nước mắt. Chảy nước miếng mà chơi. Quay ra ngoài chảy nước mắt. Hả? Mà nó xa nó dài đúng không anh? Đi. Hả? Không biết tốc rồi, không biết nào đặt. Núi xuống. Đem mô. Rơi ra. Ôi, không biết nó bán nó mốt quá rồi. Sao cái giờ yếu rồi, lúc đó đi mạnh đi nè. Yếu rồi, nói bây giờ mới mạnh nè, bây giờ mới chạy nè. Đấy rồi, chứ mình để nó bán được nè. Ôi, cái kia nó không có người. Mẹ ơi. Cái mạnh quá vậy mất cảm giác rồi. Nãy chưa. Lúc đầu đi cuối cùng quá. Tôi đâu chịu sợ lắm. Em biết số như này. Chặt cổ luôn bộ. Đau lắm. Em phải đi rất sợ đó. Cái trò mà tấm thảm tụi bay có thước cổ lên không?